Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Là Quân Hải đây. Này mấy bạn, đây bạn thấy ai đội nóng hiểm chứ không? Cũng hay có cô cha nha mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha mọi người. Tại vì sao? Sợ người đá gớt trúng đầu. Bây giờ tụi tôi sẽ gom hết tất cả anh em đây đi ăn cũng đầu bấm tôm. Hôm nay bạn Văn thì có làm trái nhập nhập học mọi người ơi, nên không có đi được cái tụi mình. Chỉ có tem như người đây thôi. Giờ mình sẽ bắt đầu đi như cái chỗ mà hôm trước cái video đợt đó cũng khoảng mấy tháng nay các bạn. 4 tháng các bạn. Cái chỗ đó các bạn. Giờ mình sẽ đi lại chỗ đó ăn món đồ bấm tôm với mấy đứa này nha mọi người. Có anh Cảnh đi chung với mình nữa nè. Đây. Các bạn ơi, không cho đi cái dặn buồn nằm luôn nữa các bạn. Chút về rồi anh nhỏ nhỏ. Rồi anh xe gặp nội ơi kìa. Không sao đâu, cái này chí nó 8 mấy ký à. Cái này ăn sưng cái 7 mấy nữa, 100 mấy à, 150. Chí 92 rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn nghiệp hoặc là có thật. Thằng ơi trời, anh chê anh tay bánh xe sập lép luôn rồi. Chạy chú đi bỏ bánh xe cái. Đường ở này cái này nhẽ đi mô tô mà. Cái này nhẽ thốn đích nè. Bỏ xe chứ gì bà nội. Mày giống với tập trước không, vụ bỏ bánh xe đó nè. Mấy bạn để chứ đặt bữa mà đi ăn này mấy bạn cũng dụ mà bơm bánh xe đó mọi người. Tao nhìn chế dân sừng nhân hai cha con. Trời ơi, có nội cho ngoại người ta đó. Gì vậy? Đi xe bắt ông nội mày vậy? Đi đâu cái gì? Ủa tao chỗ hả? Đâu ông nội ông tâm đâu đâu chị ơi. Đâu đâu đâu. Bà nội mẹ đi nghe bắt ông nội mấy gì? Cái này văn phòng mà. Ông nội ông tâm đâu trời? Không thấy ai chân gì? Trời ơi cha nó cha. Đi mấy bà ơi. Có trò không? Mày qua đi rồi tao với mày xuống sông luôn. Bà nội mẹ. Mãi mới mở nhà trọ kìa. Nhà trọ của anh là mới mở đó. Cũng động lắm trơn á. Không, mãi mới mở nhà trọ á. Nhà trọ ở đâu mà? Đi về động cá đi. Đi tới chưa? Tới chưa. Đậu xe này cho nó mát. Đi đi có quán gì nè. Hello bạn. Lâu quá không ghé chị chú quán. Đã tới quán rồi bạn. Giờ mình vô ăn nữa bạn. Giờ mình vô bắt đầu giọng nạo tát sóc đây. Lâu quá không ghé gì thăm chị chú quán. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đã tới quán mình sẽ review món luôn mọi người. Mình lát mình đừng có kêu nước uống nha. Mình xin trà đá thôi, tại này có tắt dưới đường sẵn mình làm trà đường. Ừ được. Mọi người mình sẽ kêu ra ba phần nha mọi người. Ê, hey, là đặc biệt đó nha ông Hải. Bẹt phải không? Lấy cho em một ba phần đặc biệt. Ba phần đặc biệt. Dạ. Rồi rồi. Kêu ca trà đá bự. Cho ca trà đá bự vậy. Bạn cho bạn nghe coi hả bạn. Em ăn gì Sưng? Sưng em đâu à. Cái ăn cầm trường hả? Ờ bữa bạn ký ăn kêu sướng mà. Cái gì? Đầu tiên uống đậu luôn. Vậy luôn hả? Ờ. Em gì nữa em lần đầu tiên á. Sợ thối. Em gì em hơi bỡ ngỡ. Tiên. Bạn. Đây là cái menu. Mấy bạn có hết ăn gì không? Mấy bạn comment đi mình ship cho bạn. Bạn đi ăn Phú ơi, ghé ăn bạn. Ngon lắm bạn. Chỉ cho mọi người. Có là trà đốc xuống ăn Phú ăn đi. Chưa. Phú đậu hơi sức hùng cái thủ á, ở là thử được anh ăn đi. Tàu lao chứ tàu lao rồi nè, nếm miếng ơi. Cái nón này mày mua cái nón ra vậy? Gì? Tàu bự mà đổi cái nón kìa. Cái kia có một xe. Ông nội này cái đầu của người ta có bự đâu. Thôi to là quá cỡ chứ. Rồi tới rồi. Cảm ơn nha. À giờ ai uống trà công nè. Anh bấm tôm bấm tỏi vậy. Bấm tôm tỏi là chỉ có một chén nhanh nhất là bấm tỏi thôi. Tôm một bấm tỏi. Hai bấm tỏi đi. Rồi năm tôm được. Em ăn bấm tỏi hay là bấm cuốc? Mình nói bạn nghe đều là khi mà con Sưng mà lên xe của thằng Chí rồi như là hai cha con nhưng mà đó. Nhưng mà thằng Huy thì nó cãi mình là hai ông cháu. Trong đó, cho ông nội cháu nội ta đó. Nhìn coi nhìn từ khuôn mắt cái đó mũi y gai nhau luôn không? Y gai hai anh em luôn. Ăn còn gì không? Bà ăn cái đâu đâu có em. Đang bấm tay. Ông nên nhớ là tuổi ông về chung xe đó. Ông tao chứ đừng mang cái chăn nè. Bữa nào ông nội nào cũng ăn trong ngự cái trâu toàn mà bấm guốc không? Tôm đó. Ăn tôm ra bấm cuốc. Ờ bữa nay vô cái quá xỉnh nó uống lẹ về xỉnh quá xỉnh. Ờ vô nữa. Có rồi anh vô. Ai chơi mày? Chắc tao chơi với mày à, mày có chơi nè. Cảm ơn nha. Trời ơi. Ủa là chơi gì? Sơn. Tại vì quan mang Sơn. Quan mang hồn nè. Đi ăn mà đâu phải cho anh đâu mà quan mang. Em bỏ một muối đường sao? Một miếng đường với miếng chanh quậy lên cho ra bò cho nó có bọc. Mình chỉ thích ăn rồi mình thích ăn nước mắm thôi. Sưng mà đang bấm tôm vô hung gậy mày các bạn. Đừng quậy vậy chỉ chú quậy nè, cầm gì nè. Đây. Vậy đúng không? Đứng lên xuống. Ok mọi người ơi, tới rồi. Hấp hối xong rồi có muốn đổ tôm năng rồi. Trời bữa nay sợ chén đũa chân kìa. Ôi. Đây giờ nhường cho hai ông cháu đằng trước đi. Cháu cái gì mà cháu. Xuống. Nó này,
nè rồi đó gì non mày đó là các bạn cũng thân thiết quen thuộc cho mọi người tại đó không có ăn thì đây nè hủ nè thịt đây chả cốm chả cá bún dưa leo và rau thôi mọi người ơi mấy bạn nhìn trí cuốn nè mọi người tại mình tại lúc chán rồi tại lúc mình cuốn như cái cống vậy này phải rút kinh nghiệm này này mình sẽ cuốn như là uống cái gì ta chân cuốn ơi cuốn như xà lan vậy xà lan vậy cậu quy định cuốn à chân nhìn như vậy vậy miếng nước miếng nè em cuốn đi em cuốn đến coi tôi menu cho anh à để đây đừng cho tránh nhiễu đúng không à trời coi cái cuốn này ra cái giường thuốc nam luôn kìa rồi trời em cuốn ngược vậy sưng em để bún lên trên tay trước để quay đầu lên coi ai vô đây là mọi người của tao mày từng ăn sao hả kệ ăn nhịn ăn nhì tụi quay mày thương tao không gì? Giờ mình hay giờ nhường cho ông cảnh với nghĩa ăn trước đi không ăn mắm tôm không nhường cho ông cảnh với nghĩa ăn trước đi lát ăn mình ăn sao nhường được nữa nè nhường cho đó hai tôi lát ăn sao chưa tao cuốn nghĩa cuốn à ăn sao nè đâu thôi đẹp cái gì cái cưng quá vậy yeah. Chấm ăn thử đi cái xác vô anh thằng cho ăn mắm tôm mà sợ cũng như cống hay gì mà mọi người nha không biết quán luôn á tại mình ăn nước mắm tôm không được đâu cuốn nè món cuốn hả ngon mọi người á mọi người ok mọi người nha đúng rồi ăn cái bỏ rồi chào ôi dính phải không mỗi lần vòm ăn mà lo quá không biết có bị chon nữa trời ơi ăn. Bữa nay mình dành một ngày đàng hoàng cho mọi người mình không có cho nha mọi người còn nghĩ luôn chấm lúc rồi mọi người bữa nay biết rồi không anh ta bữa nay mẹ cuốn bữa nay ra xả chết vậy đó mà nữa cuốn à cắn hết nữa cuốn có đâu phải cắn hết nữa cuốn hết nguyên bịch bánh tráng luôn nè Sơn em đừng cầm gì em cầm phải cầm gì nè hoài vậy anh chuẩn bị dọn nhà ô cha phần tiếp theo mọi người ơi mời mọi người nha mấy bạn ơi ghé đây ăn nha mấy bạn ngon lắm Quấn đi. Ai gắp mình miếng bấm ngã. Gắp lại miếng. Gắp đi, khách anh ăn trước luôn á. Mọi người nha. Ngon nè. Bây giờ mình mày rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ quấn đẹp cho mọi người xem nha. Bây giờ. Tí tô. Tí tô chị muốn ăn mắm tôm luôn sai lầm. Đó. Dưa leo nè mọi người. Đó, dưa leo nè. Có thúi. Ngon không có. Thử đi anh. Cô thơm nữa chị. Nhâm nữa này rồi. Thằng này cô thơm mọi người. Thử ăn thử á, ngon không? Cô thơm tốt sức khỏe. Thôi nãy làm sẵn rồi làm lại hết rồi đâu phải là nó quấn nhau đây đuổi nó vậy thôi trải nghiệm ngon lắm cảm ơn như mắm ruốc mà gì đó không phải nguyên chất đâu ở đây nha này còn vẫn đẹp mà bây giờ mình thấy cái cống mà mình vậy giống như mình cuốn như là cái cống người chô cao kê cái chô cao kê mời bạn nha thử đây rau quá có thối ăn bánh ngon lắm ăn này là phải cái bánh tôm mới ngon dính vô mép mỏ ăn cái là đồ ra bỏ luôn ra cộng ra rồi ơi văn mình văn đầy mình chứ ngon vậy quá ngon bắt đầu lần đầu trải nghiệm đúng không người ngon quá mọi người các bạn ăn bún đậu mà các bạn ăn nước mắm tỏi là bạn sai lầm nói thiệt mình này không sao trời ai nói mình miễn mình có rồi thôi bánh nào lạ trời ông nội gì ông ăn bún đậu ông làm như ông ăn bún chả nữa kìa ngon mà bún hết chứ gắn thích ăn vậy luôn mọi người ăn vậy hai lần hết trơn mẹ vậy à trời sao nãy không xin chị là một phần bún đậu và bún chả trời ơi trời lúc như nè xé như tạt tạt hả trời trời mới lúc ăn cái này thơm miệng có gì hung ghệ mà không có ghệ nó hung nữa không đỡ cháu không ơi không đỡ cháu không vậy đi mọi người nha rồi đi ăn ra bún lột lột đây những gì cuốn cái gì vậy đây bánh tráng ta cuốn với gào này gào của bánh tráng gào nằm trong ông nội ơi mời mọi người nha quả cố cuốn hai ông cháu hai ông cháu bà cuốn cuốn hơn cuốn nữa cái cống trời giống người ăn trời ơi lạ trời trời cái này cuốn dám miệng chén mọi người nghe cái này miệng Dương Bảo Lâm mới giúp vô vừa đó mọi người nha
Bớt lá cho làm gì là căng. À trời ơi, thơm của mình đó. Cao thơm. Cao thơm ông sắn ngàn đọt cũng phải bẻ này. Mọi người nha. Nè có dầu nhái nữa nè. Đúng đậu, ông ngồi, ông ngồi kế tôi đó. Nguyên cụ giấy của mày luôn á, tự xử đi. Cảnh quỳ tính ra giờ là chân nóng nước của tao luôn mày. Thì nước nó nóng đúng nóng nước tao luôn nè. Dạ cháu mà cảm cho nó thì không cảm. Dạ cháu lợn nha. Ông nào cháu nấy là vậy đó. Ui xuống. Tính tiền cho em chị ơi. Tính tiền cho. Ok mọi người thì mình đã hết rồi, mình sẽ tính tiền bắt đầu, mình còn bao nhiêu đây mình sẽ ăn cho hết mọi người. Mình sẽ đi về mọi người, mình không bỏ thức ăn đâu mọi người. Tôi hết rồi nè, tôi ra lấy xe trước nè. Ừ, ngoài đợi đi, tao tính tiền, tao với mọi tính tiền cho. Rồi, đi không cảnh à. Đi, bạn mang dọn đi, tao với mọi người. Bơm hướng hỏi rồi mất. Ôi trời, các bạn nè, tao tắt luôn kìa. Tao ngồi chợ hai ông cháu không có trời ăn rồi. Rồi mọi người, của em nhiêu rồi? 27. Kìa các bạn, người chủ quán đẹp gái. Xong chưa cả? Đây. Xong chưa? Đây. Đợi ngày sau mà nó đi cho đó bạn. Trời giờ mình ghé núp cho mấy bạn thấy ngại với Quy làm thế nào mấy bạn. Bữa nay chơi chết. Nani? Cốt đâu gì vậy? Vậy? Nhìn thấy đâu không à? Có cây đâu. Bà nội đó. Bị bên chỉ mà chơi ngồi yên không à. Cũng ra giật bồng á. Chờ giấu yên xe em lấy chuối lốt vậy nè. Tóc quá toàn quá, giật bỏ yên xe em rồi. Quà ngoại giờ nói ông đọt, cài chạy xong rồi máu hủ em lắm chân. Trời ơi, mày biết cái nào hốn với ta rồi. Rồi lên xe đâu ông? Lên xe đâu cây? Anh nhục ơi. Bà nội nó chơi ăn bún đụng tôm xong cháu yên xe luôn. Ngồi trên không có yên, ra máu hủ, ra lượt bột. Má lấy cái xe làm cái gì? Ủa có cái xe ra như ngụy trang đánh giặc gì á. Cái lá chùm lên. Má nhìn trái bụng mà còn chơi kiểu này. Ủa quà hả nội? Đây nè. Má, đằng trước á, tiếng giấy nó kẹt cái chân nó mình xăng rồi, đằng sau lối đến cái chân nó kẹt này. Ủa quà nội, đừng làm sắp nổi không? Tao ngồi nguyên cô nằm xuống đây luôn. Chịu không nổi chứ, mượn cái dao của bà hàng xóm đi. Mượn cái dao tắt vào nhà người ta, mượn cái dao gắn lên chặt xong mình rót cái chuối ngồi. Ai cha làm hết bọn làm dùng quà cố. Quà cố á, đây nè. Mày giúp chiếc giấy kẹt cái chân nó bình xăng, đằng sau có lô đít kẹt cái chân này đường nào sắp nổi. Lá chuối mà nhét cái chân trong cái yên, tưởng ngụy trang cho đánh giặc. Quà cố giấy chứ, giờ ngồi anh xin đẹp mẹ luôn. Thằng cái chân đi ra, thằng hỏi bà chủ quán có yên xe đâu rồi. Hỏi yên xe mà hỏi tao. Thế này là thế này, lỗi yên đi dài lắm. Trời này làm cái giờ được bằng má con đòn gánh giật của ba trận luôn. Chắc giờ từng chục mũi. Nói 2-1 phải không? 2-1 nhọt phải không? 2-1 nhọt kìa, nổi 4-5 con chỉ trong này nè. Bà nó máu mũi ra ngủ không? Nổi 1 nhọt mà gặp thứ này chắc máu mũi ra. Mà cái em cũng bị chất lượng thiệt á. Bữa nãy để gì nè mà nó nắm gì rồi nó nhục. Đang đau nhưng phải cốt rồi. Rồi. Vậy. Bà cố nổi ra nè. Bóc bọng gãy chân luôn nè. Tao làm nha. Bà nội nó giục nó cái xe này trời, bà nội. Cái xe này còn xài quần què gì nữa. Mày vô đây đứng đi nè, xe đó. Nặng ơi trời, mình ra hỏi hả Quy. Cái xe mày đâu hỏi. Cái xe không cho hỏi tao. Đã chưa? Đây nè, không. Dễ quạo. Ok, dễ quạo. Ok bạn. Bây giờ tôi gắn cái xe cho tôi chạy về. Nghe nè, đồ nghe nè, bây giờ tao hỏi hỏi vậy nè. Bây giờ nè, bây giờ cho đã cho anh rồi, bây giờ hỏi nè đồ nghề đâu gắn vậy? Rồi. Đồ nghề đâu người tháo. Thấy mấy hai mấy ngốc bể không? Rồi, đó nó lên mình dài chứ dễ quạo. Thôi dài quá, mã nguyện quá. Giờ mấy lá chuối nè. Dài. Thôi giờ mình sẽ về mọi người. Quay đi.